Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog cô chú anh chị ơi. Bữa nay gia đình họ Võ lên thăm cậu Năm. Quá trời đông luôn cô chú ơi. Cô có hay coi TV không? Chào mấy anh. Thấy mộ cậu sao mấy anh? Cô anh Kim Quệ bên đây nè chú. Đây là mấy cô thắp, mấy cô mấy chú thắp nhang. Còn là một cái nhang trái hai đầu nữa rồi cô chú quý ơi. Ta có lọc nha mọi người. Em lấy lọc cái nhang nhìn trái rồi đó. Nhang hai đầu, nhang hai đầu là cái lọc chi nếu. Cái lọc là nghe mấy cô chú lớn tuổi nó kể lại là ai mà nhận được cái nhang này là nhiều may mắn. Lọc ăn phát tài phát lộc. Ai mà hộ đói á, thì sẽ chuyển sang hộ cận nghèo, từ hộ nghèo là chuyển sang hộ có quan của đẻ rồi sau này phát lên giàu đó. Vậy hả? Thì, nhiều cô chú lớn tuổi nói vậy đó. Nhưng em đem cây gì về em được 6 cái cây em thấy nó cũng vậy à? Đây là trứng hả? Trứng rồi đó. Trứng rồi hả? Trứng rồi đó. Cây nha, cây đầu nha cô chú. Cây này đầu. Theo cô chú là xe luôn. Mấy này ta mua hết rồi, trồng cây á. Dạ cái này chưa có chưa người. Chưa có mua hả? Dạ. Chưa có mua nên mới trồng hoa, trồng cây cho nó đẹp vậy đó. À chưa mua. Còn mua rồi là người ta sẽ làm khác. Nghệ sĩ là chết rồi mới làm ra là. Cái này là của nghệ sĩ. Của nghệ sĩ. Cái này là chỉ mới phân lô là sẵn thôi. Cho nghệ sĩ rồi phân lô hết á. Chứ mình đâu được mua. Dạ. Mua có tiền mình bỏ ra mình mua. Nghệ sĩ. Dạ. Tiền mà bỏ ra mày có, mua. Có nghệ sĩ. Mộ cậu đẹp chứ. Hả? Đẹp không anh? Đẹp. Đẹp, mộ cậu đẹp dạ. Với lạ. Anh thấy có khác gì ở ở trong điện thoại không cậu? Lá là được đẹp nữa gia đình có con. Dạ. Dạ. Mình coi TV, YouTube rồi mình không có thấy cỏ nhiều. Dạ. Bên đây thấy đẹp. Rồi dạ. Dạ vậy thì chạy vậy đi. Dạ. Mấy dạ mấy bay cô, mấy bay mấy anh nha. Cô chú còn khỏe nghe. Đây đây xuống hả? Đây ngày nào cũng con nghệ sĩ luôn á. Dạ. Ngày nào nghệ sĩ cũng dạ. Dạ lâu lâu mới lên đừng coi. Cô chú đến thăm mộ chú mọi người. Dạ. Rồi chúc mọi người thượng lộ bình an nha. Rồi, cô chú gia đình họ Võ lên thăm cậu xong rồi đi ra về cô chú. Dạ. Dạ mấy bay chào mấy anh. Dạ. Bye bye. Gia đình họ Võ lên thăm cậu được chút xíu thắp nhang cho cậu xong rồi đi về cô chú anh chị. Anh Ngọc thì cử này ảnh quét. Anh quét sàn cho cậu. Quét sàn cho cậu chút xíu nữa cách chiều tắt kinh là ảnh lau mộ, ai lau mộ lau còn ảnh thì ảnh lau sàn nhà. Anh lau sàn nhà cho một cậu sạch sẽ đẹp đẽ thơm tho. Anh yêu sách đi vòng vòng hoài hả? À đi vòng vòng chứ. Thí dụ giờ mình dụ cho nó tắt mình bỏ không bóp mà nó có linh không? Linh chứ. Linh hả? Là em đang không có tiền bỏ bóp là tới hạn là chắc có tiền liền. Là ngày mai đi mượn tiền ta là có đó không? Ngày mai mượn tiền có liền. Đó. Còn phải bỏ hai cây vô thì em băng nợ ta là ta quên không là nợ em. À. Vậy đó. Linh quá trời luôn ha. Ngọc cái này anh tưới nước nè. Anh tưới bình lục bình. Cầm cho cô chú bỏ bóp. Đó. Xong. Sắp phát còn rồi cô chú. Sắp có tiền rồi đó. Sắp có tiền chứ chưa có.
Thằng Ngọc tuổi này ảnh tưới nước bình bông. Cái này phải có cái vòi ra đem lại tưới nước tiện. Cái vòi tưới mình đừng có bơm nó xì, mình tưới nhẹ thôi. Nãy giờ được có mấy cô chú vô biến giờ đi trơn rồi, mình tới đi quay nữa là mình đây. Trời ơi, ai đổi cái nón trong rồng vậy ta? Happy New Year, sinh nhật, ai đổi cái nón trong rồng không biết nữa. Hậu cậu sau 2-3 ngày nay không có khán giả gì tới cô chú anh chị ơi. Nãy được gia đình nội võ lên thăm cậu rồi, đi về mất tiêu rồi. Ở đây đi cho quay anh Ngọc tưới nước ông hai ông rồng. Anh tưới nước chiều nay mưa nữa. Nếu mà bữa nay anh tưới nước trời mưa nữa là mai mốt đừng tưới nữa anh Ngọc ơi. Thử bữa nay coi chiều nay có mưa không? Ngọc anh tưới rồng mà cô chú anh chị ơi, chiều nay chắc mưa nữa quá. Em để ý là anh tưới lần nào mà sáng chiều anh tưới là chiều nay mưa đó. Ủa thay đất rồi đó hả Ngọc? Mà không mới thay đất rồi. Anh tưới ra đồng. Chiều nay mưa nữa là mai mưa là anh hiểu rồi đó. Chiều nay mà nếu có mưa là mưa anh đừng tưới Ngọc ơi. Bữa nay bé My nó tặng cho chú Rồng này một cái nón quá xịn sò. Con Rồng có nón luôn kìa. Bên đây là ông Rồng cái nè. Phải không? Nam tả nữ hữu, bên đây là ông Rồng cái, bên đây là ông Rồng đực. Ông Rồng đực bên đây nè. Ở bên đây là ông Rồng đực. Còn bên đó là ông Rồng cái đó. Bàn thờ của cậu bông sáng tươi quá trời luôn, nắng quá nó héo rồi cậu chú anh chị ơi. Em cũng xin kết thúc video tại đây, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em.